Chọn cái mà chị chưa có đi chị em ơi. Cái nào này hả? Chọn cái mà chị chưa có. Giờ sao ta? Wow, mấy cái phim hả? Đúng Chứ rồi. mình em coi thôi, đây chứ mình em coi thôi, em không có chơi. Này là gì? Sâu. Này là gì? Cái giao thuật ngữ cái gì? Không không, nó Với là gì? là gì ta? Là danh từ, là danh từ gì anh? Phải đàn. Rồ. Gợi ý nhỉ, gợi ý như nào Vẽ xong không biết nghĩ gì luôn. ta? Giờ sao ta? Phải đọc phải R ở giữa Phải. Em chưa có. Em chưa có. Em chưa có anh biết luôn. Em chưa có. Chưa có là anh biết rồi. Gì? À. À, mình chưa có gì. Em chưa có. Em chưa có. Em chưa có. Chỉ có thầy mới em thôi. Bà chồng em bị bắt. Rồi còn đâu ra đàn cháu ấy. Còn chỉ mình đi, em chứ có đàn ông.